chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, cảnh sát Toronto phá vỡ buổi tiệc bất hợp pháp khoảng 150 người. Thứ hai, lệnh lưu trú tại nhà của tỉnh bang có thể sẽ được gia hạn sang tháng 6 để tránh làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Thứ ba, trên thị trường bất động sản, dự báo giá nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021 phần thứ hai. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, cảnh sát Toronto phá vỡ buổi tiệc bất hợp pháp khoảng 150 người. Cảnh sát Toronto đã phá vỡ một buổi tiệc lớn ở trung tâm thành phố vào cuối tuần và đưa ra hơn 20 cáo buộc theo đạo luật bảo vệ dân sự và quản lý khẩn cấp của tỉnh bạn. Khoảng 1 giờ 30 sáng Chủ nhật, cảnh sát đã được gọi đến một tòa nhà thương mại ở khu vực Huron Street và Dundas Street West. Hàng xóm phàn nàn về việc nghe nhạc ồn ào. Cảnh sát đến nơi để tìm thấy khoảng 150 người trong tòa nhà và không ai đeo khẩu trang. Đám đông quá lớn, các sĩ quan phản ứng đã gọi thêm người hỗ trợ. Nhiều người trong số họ đã rời đi, cuối cùng 24 người đã bị cảnh sát Toronto buộc tội và khoảng 13.000 đô la rượu đã bị thu giữ. Thứ hai, lệnh lưu trú tại nhà của tỉnh bang có thể sẽ được gia hạn sang tháng 6 để tránh làn sóng Covid lần thứ tư. Tỉnh bang đã được khuyến cáo nên kéo dài các hạn chế về đại dịch của tỉnh bang cho đến khi các trường hợp Covid-19 giảm xuống đáng kể. Điều này có thể đưa đến lệnh ở nhà được kéo dài cho đến tháng 6. Bộ trưởng Bộ Y tế Christine Elias chỉ ra rằng sự sụt giảm đáng kể từ đỉnh của đợt thứ 3 vào tháng 4 không đủ để kéo lại các biện pháp hạn chế và cho biết tỉnh bang đang cố gắng giảm thật nhiều các ca nhiễm trước khi dỡ bỏ lệnh lưu trú tại nhà. Lời khuyên từ các cố vấn y tế cấp tỉnh bang phù hợp với các quan chức y tế địa phương. Nhiều người đã gửi thư cho thủ hiến Ontario ông Ford vào hôm thứ Sáu, yêu cầu gia hạn các biện pháp khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của các biến thể COVID-19. Nếu lệnh lưu trú tại nhà hết hạn vào ngày 20 tháng 5, lệnh này sẽ được gia hạn thêm 2 tuần, sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 6. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Dự báo nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021 phần thứ hai. Canada Mortgage Housing, được gọi tắt là CMHC, cho biết tỷ lệ thế chấp thấp, tỷ lệ tiết kiệm cao và tác động dây dẫn không đồng đều của đại dịch và tỷ lệ nhập cư thấp được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ việc bán loại nhà đắt tiền hơn trong khi hạn chế nhu cầu cho thuê. Tỷ lệ giao dịch cho nhà độc lập cũng dự kiến sẽ tăng cao do sự thay đổi về cách sống. Điều này có thể thấy qua lượng nhà tồn kho thấp và giá tăng mạnh. Triển vọng cho thấy giá trị nhà tăng ổn định, CMHC dự đoán có mức tăng 11% lên 628.400 đô la cho năm nay và sau đó tăng 3.7% lên 651.600 cho năm 2022, 2.7% vào năm sau. Mức tăng cao nhất là 14% 649.400 trong năm nay, 5% lên 676.500 vào năm 2022 và 4% lên 704.900 vào năm 2023. Khi xem xét một số thị trường lớn ở Canada, CMHC cho biết vào cuối năm 2021, tốc độ tăng giá nhà sẽ chậm lại so với năm 2020. Mặc dù tốc độ giá không tăng nhanh, nhưng giá sẽ vẫn ở mức cao. Tại Vancouver, giá dự báo sẽ đạt mức thấp nhất là 1.036.000 hoặc mức cao nhất là 1.129.000 vào năm 2021. Tiếp theo là mức thấp nhất là khoảng 1.041.000 hoặc mức cao nhất là 1.267.000 vào năm 2022. Và mức thấp nhất là 1.025.000 hoặc mức cao nhất là 1.395.000 vào năm 2023. Đối với Toronto, thành phố lớn nhất của Canada, CMHC cho biết giá nhà dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2021. Với mức tăng giá khiêm tốn hơn ở mức một con số, dự kiến vào năm 2022 và 2023. Vào năm 2021, Toronto có thể thấy giá trung bình trên tất cả các loại nhà đạt mức thấp nhất là 962.500
hoặc mức cao nhất là 1.087.600 đô la. Năm sau đó, giá trung bình có thể tăng nhẹ lên mức thấp nhất là 998.700 đô la hoặc mức cao nhất là 1.151.400 đô la. Trong khi năm 2023 có thể thấy giá trung bình đạt mức thấp nhất là 1.024.700 đô la hoặc mức cao nhất là 1.205.400 đô la. CHMC kỳ vọng dân số bán nhà trong vùng GTA sẽ mạnh trong những tháng còn lại của năm 2021. Với số lượng bán đạt mức thấp 98.600 đơn vị hoặc mức cao nhất là 113.500 đơn vị. Hoạt động mua nhà dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2023 khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi hoàn toàn, dẫn đến tăng trưởng việc làm và di cư quốc tế gia tăng. Với mức độ khó lường của đại dịch COVID-19, dự đoán có CMHC có thể thay đổi trong những tháng tới đây. Nguyên nhân bao gồm việc tung ra vaccine chậm hơn dự kiến có thể làm đại dịch kéo dài và áp lực lạm phát mạnh hơn dự kiến, có khả năng dẫn đến lãi suất thế chấp cao hơn. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của Quang Lâm. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà của team Quang Lâm. Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền hoa hồng cho team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin tới.